đang mồi thúi hay dính yếu các bạn. Ui dính nữa cả nhà. Này con. Con dính cả nhà. Này đặt cái lợp cái nhất luôn. Cái này đâu có chuột đâu, đặt lợp nữa cả nhà. Rồi thành công ốp máy bắt lên cả nhà. Nè, móc lủng ra tới ngoài luôn cả nhà. Cái này thì mình bán sớm, bán rẻ hơn, tí mình bán 100 cũng có tiền nha cả nhà. Thành công xin chào cả nhà nha cả nhà. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thành Công lại tiếp tục thăm những cần cố gắng tiếp theo cả nhà ơi. Cố gắng mà ngày hôm qua Thành Công neo lại cả nhà là mồi ương nha cả nhà, coi thành quả có dính không. Tại vì cầm mà ngày nào cũng cầm thì cực quá cả nhà ơi. Hôm nay thăm mồi ương này Thành Công tỷ lệ nó dính chắc rất là thấp á cả nhà, nhưng mà Thành Công phải quyết định đi thăm coi cái anh em có nhiều khi có dính thì anh em tham khảo rồi cầm theo, khi để 2 ngày cũng được, nhưng mà dùng anh em có gắn độc là để 2 ngày đã dính gắn độc nha anh em, còn dùng Thành Công thì không có gắn độc thì để 2 ngày cũng vẫn dính hữu hành không à. Thì lời nói đầu tiên Thành Công luôn chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi và cùng đồng hành chống dịch nha cả nhà. Thì đi trải nghiệm thăm câu gắn của Thành Công ngày thứ hai neo lợi mồi ương, còn có 23-24 câu gì đó hả cả nhà, coi bữa nay có dính con nào không cả nhà, cùng đi với Thành Công cả nhà. Dưới đây Thành Công có con cần luôn cả nhà, cần đầu tiên luôn. Rồi mèo lại là mèo cả nhà, kiến rồi nó ăn tan xác trên cả nhà, mồi nó sình rồi nó gã ra trên nó dính cả nhà, chụp quất cả nhà. Thành Công ốp máy cả nhà. Đây Thành Công có con cừng nữa cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bữa nay chắc mèo cả nhà. Không dính gì trơn cả nhà. Nó ăn mồi hết trơn. Ngày thứ hai mồi ương không dính cả nhà. Làm biến cũng quay cho cả nhà xem, cho anh em xem khi cần câu nói cái mồi ương nhầm khi bữa nay nó không đạt á. Thì cầm cố gắng mình lên cầm bữa thôi anh em ơi, ngày thứ hai nó meo lắm. Thì Thành Công cũng sẵn ra cái clip này, chứ dính không dính gì Thành Công cũng ra để anh em tham khảo xem cái ngày thứ hai cái mồi ương coi nó có kết quả làm sao nghe anh em. Thành Công cũng thử nghiệm thử xem sao. Thành Công ốp máy thăm tiếp nghe anh em. Lần này Thành Công có một cái nữa, có một cần nữa nghe anh em. Chắc bữa nay kiếm gắn hơi meo rồi anh em, tại nó meo lại mồi nó thúi quá. Không dính luôn em ơi. Ba cần đi núi chờ. Công ốp máy anh em ơi, không dính luôn. Đây Thành Công có cần cái nha. Này tỷ lệ mồi thúi thì nó không ương rồi nó không dính hung cả nhà. Nãy giờ chưa có nào. Ủa, dính cả nhà ơi. Dính trọng cả nhà. Đấy, thấy đã không cả nhà. Ngày này là ngày thứ hai nha cả nhà. Thì Thành Công một con gắn Thành Công cũng quay lên đó. Dễ dính được con đó, cái này nãy giờ có chục cần nữa cả nhà ơi. Còn có hai mấy cần con chứ nhiều. Và dính 6-5 con. Nha cả nhà. Con đầu tiên nha cả nhà. Thì cả nhà thấy dính câu độc không cả nhà. Không cả nhà. Thành Công ốp máy cả nhà, ốp máy xử lý nữa cả nhà. Thành Công quay tiếp cho cả nhà xem ha. Coi bữa nay cái mồi ngày thứ hai mồi ương này dính được mấy con cả nhà. Đây Thành Công có con cừng anh em. Nãy giờ con gắn một anh em ơi. Mồi ương thất bại quá. Còn mồi xinh anh em ơi, mồi ương nó không ăn anh em. Cầm giải chiến, mồi ương thấy thất bại anh em ơi. Đây con cần nữa nghe nè. Này hai mấy cần này chứ kiếm vài con hơi mặn còn mồi luôn. Còn dính anh em. Nãy giờ con gắn một Thành Công ốp máy nghe nè. Đây mình con cần nghe cả nhà. Bạn. Neo lại mồi thúi thấy dính yếu các bạn. Ui dính nữa cả nhà. Rồi
lành nha cả nhà, này cũng có lý nha. Con nữa nha cả nhà, hai con. Con dính cả nhà, này đặt cái lợp cái nhất luôn. Cái này đâu có chuột đâu, đặt lợp nha cả nhà. Rồi thành công ốp máy bắt lên cả nhà. Nè, móc lủng ra tới ngoài luôn cả nhà. Cái này thì mình bán sớm, bán rẻ hơn, tí mình bán 100 cũng có tiền nha cả nhà. Thành công ốp máy cả nhà. Đây mình con cần nữa nha cả nhà. Giờ có hai gắn cả nhà. Neo mồi lại. Dính yếu quá, không nghĩ đâu. Không dính luôn cả nhà, nhổ luôn cả nhà. Mình còn bóp máy cả nhà, không dính cả nhà. Rồi, các bạn ơi, cả nhà ơi. Hôm nay thành công thất thủ cả nhà, neo mồi thúi lại kiến ăn hết trơn chứ không dính nha cả nhà. Cầm cố gắng này mình phải nhổ mới được, ngày nào nhổ ngày nấy cả nhà. Mình không tính neo lại một bữa coi nó dính không, mà dính có hai con cả nhà. Hai con này chừng 450 gram thì neo lại, nói chung mình kiếm ăn thì bỏ mẹ nó, thăm dính con nào ăn nấy thì được, chứ dạng cầm đi bán đồ đừng có neo câu nghe anh em. Thì thành công cũng chia sẻ cái clip ngắn ngủi thôi, thăm có nhiêu thì quay nhiêu, chứ giờ làm clip mà quay dốc láo thì thành công không quay được. Thì neo lại cũng còn hai mấy thằng câu nè, cũng dính được hai con. Nói chung nhiêu đây thì cũng nói chung là cũng có mồi, nhưng mà nó thắt thu giờ những cái video không đẹp, nhưng nhờ anh em ủng hộ thành công nha. Thì sẵn đây thành công cũng nói, nếu mà ai có xem được cái clip này á, thuốc của thành công á là thuốc gắn ở trên bờ, nhưng mà dùng anh em á, có gắn vô cá thì anh em đánh dãy cá lóc á, hoặc cá gô á, anh em ốp từ sáng tới chiều ha, ốp khoảng 2 tiếng đồng hồ vậy đó, ngâm thuốc là mình thả cá ủa mình thả gắn vô cá được luôn anh em. Tại lúc trước thành công cũng có thả, nó cũng có dính nha. Sau này á, thì nó dùng thành công không còn hai cái loại đó nữa, nên thành công cũng không có thả nha anh em. Thì hôm nay thành công thất thủ rồi, hôm nay thành công thăm còn có 24 câu à, mà phá mồi quá trời, được có hai con. Thì cũng chia sẻ cho anh em xem là thăm cố gắng hôm nay là ngày mà thành công neo cái mồi lại, cái mồi ương á anh em, cho nên nó không có dính. Chứ gắn mà mỗi ngày nó đi khác nhau nha anh em. Thì thôi thành công cũng kết thúc video tại đây luôn nha. Cuối video thành công luôn chúc anh em được có mấy miếng mồi ngon, và luôn chúc cả nhà luôn làm ăn thuận lợi và đồng hành cùng nhau chống dịch nha. Thì lúc này thì video có gì đăng nấy cả nhà ơi, chứ kiếm chủ đề hay cũng hơi khó. Thôi thì cũng không dòng do nó, thành công xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo nha cả nhà.